Kính thưa cộng đoàn, quý của ông, cụ bà và các bệnh nhân rất thân mến. Hôm nay ngày 12 tháng 9, giáo hội kính nhớ danh thánh Đức Maria, cao cả thay danh thánh mẹ Maria. Nói về mẹ hay viết về mẹ có lẽ chẳng ai có thể suy cho vừa, nói cho đủ, viết cho thấu. Bởi vì lòng mẹ bao la như biển Thái Bình hay có tát cản biển Đông mới tỏ tưởng lòng mẹ. Ấy là mới chỉ nói về một người mẹ trần gian húng hồ là suy, nói và viết về mẹ thiên chúa, mẹ toàn thể nhân loại. Hôm nay giáo hội mừng lễ danh Thánh Đức Maria qua lễ này giáo hội muốn giới thiệu cho chúng ta thấy danh Thánh của mẹ rất uy quyền và rất tuyệt mỹ, khiến nhân loại không thể nào không vui mừng, hãnh diện và ngất ngây say mê. Một Danh thánh mẹ Maria rất uy quyền, mẹ Maria là một thụ tạo trồi vượt trên muôn vàn thụ tạo. Mẹ là người nữ tuyệt mỹ và là đứng đầy ân sủng cao trọng hơn hết mọi người phụ nữ trên trần gian. Thánh Thomas Aquino đã ca ngợi mẹ như sau, Maria có nghĩa là sao biển. Vì vậy, ví như thủy thủ được sao biển hướng dẫn vào hải cảng thế nào, thì các kỹ tô hữu muốn vinh quang, muốn tới vinh quang cũng đều nhờ sự cầu bầu hiền mẫu của mẹ Maria như vậy. Danh thánh mẹ vượt không gian và thời gian để muôn người và mọi thế hệ phải cất tiếng tung hô mẹ diễm phúc. Danh thánh mẹ được coi trọng đến độ ngoài danh Đức Giêsu và Thiên Chúa ra, không có danh nào cao trọng đáng kính cho bằng tên mẹ Maria. Thánh Geronimo khẳng định tên Maria chẳng phải cha mẹ hay người thế gian đặt cho ngài, nhưng chính Thiên Chúa soi lòng cho ông Thánh Joachim và bà Thánh Anna đặt tên ấy cho mẹ Maria vì thế thánh danh maria các thiên thần trông ngóng khát vọng được nghe thánh danh vinh hiển uy hùng ngỡ ngàng hỏi nhau bà nào lên giữa không trung như rạng đông rực rỡ như vầng nguyệt diệu huyền như đạo binh dàn quân lệnh nữ vương thẳng tiến nghe danh mẹ mọi thụ tạo quý đầu cung kính uốn gối tôn vinh quỷ hỏa ngục phải sấp mình vạn vật muôn loài chiêm ngưỡng trong lặng thinh thánh danh mẹ thanh thoát vẻ dịu huyền tuyệt diệu mặc trầm cung như vậy với danh thánh mẹ maria được cất lên thì các thiên thần vui mừng các quỷ dữ run rẩy kêu xin tên này phải các tội nhân được ơn phúc và được ơn tha thứ thánh canisio Hai, hãy không ngừng kêu cầu danh mẹ. Ngay từ những thế kỷ đầu của Kitô Tô giáo, danh Thánh Đức Maria đã được nhiều người biết đến và tôn kính. Họ cũng đã cử hành phụng vụ thánh lễ để tôn kính thánh danh mẹ tại một số nơi nhưng mãi đến năm 1683 Đức Thánh Cha Innocente thứ 11 mới chọn ngày 12 tháng 9 hàng năm là ngày toàn thể giáo hội hoàn vũ long trọng mừng lễ tôn kính thánh danh Đức Maria khi quyết định chọn ngày này để tôn kính Thánh danh Đức Mẹ, Đức Thánh Cha đã muốn đặt để giáo hội và từng người dưới sự che chở của Thánh danh Mẹ. Thật vậy, danh xưng Maria trong tiếng cho Thái có nghĩa là ngôi sao biển. Như vậy, nếu giáo hội được ví như con thuyền đang lênh đênh trên biển khơi thì Đức Maria được ví như ngôi sao biển chiếu sáng cho con thuyền của giáo hội đi đúng hướng, đúng lối. Vì thế mỗi người chúng ta được mời gọi hướng nhìn lên mẹ Maria như ngôi sao dẫn lối soi đường để giúp chúng ta đi đúng hướng. Thánh Bernardo viết khi bạn chiến đấu với bão táp trên biển cuộc đời, hãy ngước nhìn lên sao biển là mẹ Maria. Nếu những ngọn gió cám dỗ thổi vào chiếc thuyền lòng bàn, hay nếu bạn bị va đụng bởi những tảng đá đau khổ hãy nhìn lên ngôi sao và hãy gọi tên mẹ nếu bạn bị những đợt sóng tham vọng và đố kỵ xô đẩy hãy nhìn lên ngôi sao hãy gọi tên của mẹ nếu cơn sóng giận hay tham lam đánh bạc chiếc thuyền lòng bạn hãy nhìn lên mẹ maria nếu bạn đang thất vọng vì tội lỗi quá nhiều hãy tưởng nghĩ đến mẹ trong những lúc khó khăn và nguy hiểm hãy nhớ đến mẹ, hãy réo gọi mẹ, đừng để danh mẹ Maria rời xa môi miệng bạn. Hãy tưởng nghĩ đến mẹ luôn luôn, có mẹ bạn sẽ không lạc lối, được mẹ chở che bạn sẽ không sợ gì, mẹ sẽ dẫn bạn đến với Chúa Giêsu đấng cứu độ của bạn. Trong thực tế chúng ta cũng đã thấy có biết bao người khô khan nguội lạnh nhưng chỉ vì nể một ai đó hay vì một lời hứa với người đã khuất nên hàng ngày vẫn trung thành đọc kinh kính đức mẹ và kêu cầu danh mẹ. Đến giờ phút cuối mẹ đã giúp vượt thắng cám dỗ của ma quỷ và gìn giữ như của riêng mẹ vậy. Những người bị ma quỷ tấn công họ đã kêu cầu danh mẹ và đã được mẹ bảo vệ. Những người ốm đau bệnh tật luôn kêu danh mẹ trợ giúp và tăng sức mạnh. Mẹ đã chữa lành, những người bị bách hại kêu tên mẹ và không ngớt van xin mẹ đã giải thoát. Tắt một lời tất cả những ai có lòng yêu mến kể trông mẹ và kêu cầu danh mẹ chắc chắn mẹ sẽ thương yêu và cứu giúp. Bởi vì từ xa xưa tới nay chưa từng có ai chạy đến với mẹ mà lại về không bao giờ. Ba sống sứ điệp ngày lễ, Thánh công đồng Vaticano thứ hai đã xác nhận việc sùng kính thánh danh Đức Maria như sau: Nhờ hồng ân Thiên Chúa, Đức Maria được tôn vinh vượt trên tất cả các thiên thần và loài người và Ngài là mẹ rất thánh của Thiên Chúa và loài người và đã tham dự vào các mầu nhiệm của Chúa Kitô do đó Ngài đang được giáo hội tôn vinh và đặc biệt sùng kính. Vì thế đã từ lâu đời giáo hội không ngừng khuyến khích mọi tín hữu hãy có lòng tôn kính thánh danh mẹ. Việc tôn kính thánh danh mẹ có thể được diễn ra trong đời sống cộng đoàn hoặc riêng tư mỗi người qua những cách thức đặc trưng riêng hay theo những công thức đã được giáo hội chuẩn nhận, nhất là yêu mến mẹ qua việc siêng năng tham dự thánh lễ thứ bảy hàng tuần và nhất là đầu tháng, siêng năng lần chuỗi mân côi chung hay riêng noi gương các nhân đức của mẹ để bắt chước và sống trong đời sống hàng ngày. Tuy nhiên lòng sùng kính mẹ phải được phát xuất từ sự chân thành, trong tâm tình con Thảo đối với mẹ. Lòng sùng kính mẹ còn phải được khởi đi từ tấm lòng thanh sạch, khiêm nhường, khiết tình, yêu mến, tin tưởng, phó thác nơi mẹ. Hãy tập cho mình một thói quen tốt, đó là hãy năng kêu cầu danh thánh mẹ trong mọi hoàn cảnh để vui buồn sướng cổ. Thành công hay thất bại, chúng ta luôn có mẹ đồng hành cần tránh những thói châm biếm những người bình dân khi họ tỏ lòng tôn kính mẹ theo cách chân thành của họ tránh tình trạng tôn kính mẹ mà làm lu mờ việc tôn thờ thiên chúa tránh lấy danh mẹ maria ra để làm bình phong cho những sự giả tạo và tội lỗi cũng như gian ác lấy mẹ maria danh thánh mẹ trồi vượt hơn muôn loài thọ tạo danh thánh mẹ làm cho các thiên thần và các thánh hân hoan vui mừng danh thánh mẹ làm cho thế làm cho người thế được an ủi và hy vọng. Danh thánh mẹ khiến cho ma quỷ phải kinh khiếp. Xin mẹ bầu chữa cho chúng con được thêm niềm tin tưởng, phó thác nơi mẹ, tránh xa dịp tội làm mất lòng mẹ và xin mẹ chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con được hưởng ơn cứu chuộc. Amen. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta hãy siêng năng tham dự thánh lễ và đọc kinh mân côi. Và trong những lúc nguy nan thì cũng cũng thường xuyên kêu cầu Lạy mẹ Maria xin cứu giúp con hay là Jesus Maria du xe con mến yêu xin cứu giúp linh hồn con. Hôm nay ngày 12 tháng 9 chúng ta nghĩ đến mẹ Maria và mừng kính Thánh danh mẹ Maria. Con xin cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn.